Khách hàng bị quấy rối tình dục. Theo Ủy ban Cơ hội Bình đẳng Việc làm, EEOC, Uber sẽ lập quỹ trị giá 4,4 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho bất kỳ khách hàng nào từng bị nhân viên của Uber quấy rối, kể từ sau thời điểm ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014. Quyết định trên được đưa ra sau khi EEOC công bố kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân xảy ra một số vụ quấy rối là do Uber đã dung túng hành động này hoặc trả thù những cá nhân khiếu nại về hành động quấy rối. Giám đốc phụ trách pháp lý của Uber Tony West cam kết tất cả nhân viên của hãng sẽ hợp tác, cùng phát triển Uber thông qua hành động đặt sự công bằng và trách nhiệm lên trên hết. Trước đó, trong báo cáo công bố ngày mùng 5 tháng 12, công ty cung cấp dịch vụ gọi xe công nghệ Uber cho biết, đã nhận được tổng cộng gần 6.000 khiếu nại liên quan đến hành vi tấn công dụng tình dục nhằm vào các khách hàng tại Mỹ trong năm 2017 và 2018. Theo báo cáo trên, trong số gần 6.000 trường hợp khách hàng bị tấn công tình dục, có hơn 450 vụ hiếp dâm, đặc biệt có 19 trường hợp tử vong khoảng 92% nạn nhân bị cưỡng hiếp là khách hàng và khoảng 7% nạn nhân là tài xế, trong đó phụ nữ chiếm 89%, nam giới chiếm khoảng 8% và gần 1% thuộc giới tính thứ ba. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng con số thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp không được báo cáo. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Uber đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện từ các khách hàng cáo buộc tài xế tấn công tình dục. Từ năm ngoái, bằng cách sử dụng công nghệ sàng lọc tự động kiểm tra hồ sơ cá nhân trong quá khứ, Uber đã sa thải hơn 4.000 tài xế khỏi nền tảng của mình.